mua heo nhầm cũng rồi đó. Rồi đường này là đường lên lại Hóc Môn, chạy lên tí nữa coi có gì mới đâu, mới định quay về cái trường bác để chạy này. À, khu này cũng chay quá rồi à, chùa đó chùa lớn á, mỗi lần mà rộng hay gì chắc là Phật tử rồi đông lắm à, quá trời quá chay ha. Bây giờ là 40 nhà thờ Tân Hiệp đây ha, dòm cái ha, đây là nhà thờ Tân Hiệp, nhìn vô thấy luôn á, nhà thờ Tân Hiệp nó xứ à. Bánh xèo chả giò chay mặn miền Tây.
chợ chay nữa, chay quá là thôi. Thì ra là nó xèo 12 ca cái. Nhìn nó không vô ăn thì cứ xuống xe ăn. Có ngồi hoài giống như cái bánh xèo kia ăn. Mặc dù cái người kia không xác trên nhưng mà có thể rất là
cái gì mà mình gieo mình không trực tiếp nhưng mà mình chủ chủ sổng vậy nha, giận hết. Ô đây là cái gì à, chùa Linh Quang Phật Đường hồi trưa ngọc hết đẹp.